lắc xoàng Cuban nam nữ đeo chung, trọng lượng là 88,3 gram vàng, nội tiền vàng không là hơn 200 triệu rồi nha khách, tại vàng Ý 750, và rất là nhiều những viên hộp sòn và emerald. Nó có tổng cộng á là một viên hộp sòn 4 ly 2, 4 ly 2, 4 ly 3, nằm ngay chỗ cái mốc mà mình mở ra mở vô đó, là một viên rất là lớn. 154 viên hộp sòn từ 1 ly 9 đến 2 ly, 178 viên hộp sòn emerald 2 ly, hộp sòn emerald á khách là 2 ly, là 178 viên. 300 viên hộp sòn từ 1 ly 8, 1 ly 7, 188 viên hộp sòn là từ 1 ly rưỡi đến 1 ly 6, 1 ly 7, và đặc biệt có 214 viên hộp sòn emerald là từ 2 ly 1, 2 ly 2, nó nằm cho những cái đường cắt cúp ao của cái khoen á. Thì nội tổng cộng tiền carat hộp sòn á là 23 carat hộp sòn. Bây giờ khách nhân bèo gì bèo cũng 700-720 đô, là khách ra là thấy là 400 triệu rồi đúng không? Rồi tiền vàng nữa. Thì cái lắc này thì bây giờ mình cộng giá thấp nhất, tính tiền theo giá vàng mà tính tiền theo bằng giá vàng Ý thôi, chứ không cần theo giá vàng sòn, là mỗi 1 gram khách rẻ được là 200 cho tới là 180 ngàn. Vừa cộng tiền vàng và tiền hộp sòn luôn ha. Tại vì 20 mấy carat hộp sòn là khách nhân lên đi, rồi tới 88,3 gram vàng nữa là khách thấy là đã 400 mấy chục triệu rồi. Bây giờ là tính chung bộ đồng luôn nha. Bán lỗ 20, đổi chỉ lỗ 10 thôi. Và giá của cái này công bố luôn 460 triệu, bao giá thấp nhất luôn nha khách yêu. Mua hàng gọi em 0907 463131.